Nãy thấy nó vô không? Sáng thấy nó vô không? Nó vô, nó vô cổng chụp hình luôn mà. Dạ hả? Công dân với thằng nào ôi như thế. Công viên quanh với thằng Minh Thông. Nó đứng lấy báo chụp hình đó đó. Hai đứa thì mới tới. Người dân chú ý. Đề nghị người dân thôi cái mối gì về trật tự an toàn giao thông không dừng chỉ có dẫn con sao hạng A Đinh Lan á có con rồi sao vậy cùng vì người dân chú ý 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 mà thì hôm nay có thật thì con kia là tại nó chửi chửi thôi chứ nó đâu có kiện, nó đâu có chơi dính líu đâu mà nó kiện. Mà thường nó làm gì đó hay là nó có đưa bà hàng đi thế và có tổng này thôi hình như có tổng sao không người dân chú ý đề nghị người dân cũng ra gói mừng ra vô là chỉ cổng này thôi đúng rồi cổng này ở đây cổng này cho mình không cắt gói này là đang đứng rồi mấy bảo nó đứng cổng nào là ra cổng đó đó này cơ động đang đứng hồi trước nè mấy bảo đứng cổng này là ra cổng này đó người dân chú ý người dân chú ý nó để cơ lại ra từ từ hết rồi xong người dân chú ý đề nghị người dân hành quyết định về chứng từ an toàn giao thông chơi lớn luôn đổ xe dưới lòng đường trên lề đường không đúng quy định tại khu vực xung quanh tòa án công viên Bắc Trực Diện người dân chú ý đề nghị người dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông không dừng phương tiện đổ xe dưới lòng đường trên lề đường không đúng quy định tại khu vực xung quanh tòa án công viên Bắc Trực Diện người dân chú ý đề nghị người dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông không dừng phương tiện đổ xe dưới lòng đường trên lề đường không đúng quy định tại khu vực xung quanh tòa án công viên Bắc Trực Diện người dân chú ý đề nghị người dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông không dừng phương tiện đổ xe dưới lòng đường trên lề đường quá trời đông các bạn ơi, đông lắm nhưng mà không like được. Tình hình là chỉ đứng ở ngoài mình quay ngồi cái rồi về chia sẻ lên thôi các bạn. Đứng ở ngoài quay tình hình có khả năng là phiên tòa sẽ hoãn đó các bạn. Vì tình hình sáng đến giờ là thấy cũng chưa có diễn biến gì mà bây giờ cũng đã là 10 giờ hay bao nhiêu không biết, 10 giờ hơn 10 giờ rồi. Nhưng mà thấy ở trong đó một số cán bộ công an rồi cũng đi ra ngoài đó mà không biết là tình hình sao. Có thể là hội thảo rồi sàm đạo dưới đó là có thể là khả năng là hoãn phiên tòa đó các bạn. Fan rất là đông, mình đứng ở đây là đang trà trộn vào trong fan của bà Phương Hằng đó các bạn. Đây các bạn thấy không, phía trước là fan của Phương Hằng đấy.
mình lẻn vào trong thì cứ nghe là cô hàng Mỹ Đỉnh không à. Nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà giáo và nhà nghèo. Đúng rồi. Cháu làm thơ một cuộc đời. Đúng rồi. Cô Tiên muốn làm thơ hôm nay cũng làm mấy bài. Nhưng mà cho tôi hỏi chứ, có nghĩa là những cuộc họp của ủy ban thành phố đó, có khi nào mà mời bác đi họp không? Ngày xưa nó mời. Bây giờ thì chúng nó qua sông rồi .. Ông chờ bác như thế. Cho nên là bác nói để nó miễn mô phạm đấy. Bác bảo đứa nào mà thấy thầy Quỳnh này mà dạy ở trường luật, trường đảng Nguyễn Ái Quốc, trường tư vấn trung ương mà thầy nói láo, chúng mày cứ đù má thầy đi. Chả thắc nào thích đù má thầy. Nếu mà nó đù má thầy thì nó mất dạy quá, đúng không? Đúng không? Ừ. Bức xúc đây các cháu ba lần vào đây để làm gì? Viết đơn tình nguyện này, viết Trung Quốc. Thứ hai là một phát là gửi cái thư cho ông Lê Khả Phiêu chống nội xâm, và cái thứ ba nữa là giết đặc Trung Quốc. Thế nên là nói với các cháu thế là mình làm gì nhưng mà trẻ em đấy đúng thì mình ủng hộ. Nếu như mình không ủng hộ tức là mình sai không theo lời của Bác Hồ và bác Nguyễn Phú Trọng. Bác Nguyễn Phú Trọng bảo lời này này, hiện nay cán bộ đảng viên thấy đúng thì không dám ủng hộ, thấy sai thì lại không dám phê phán. Thì bỏ. Bác năm nay gần 5 năm tuổi đảng, có đảng nhân dân miền Nam, nhân dân cách mạng, chứ mà không để bác chỉ muốn là mọi người dân các bác đủ xương đủ máu, không ạ? Vì cái độc lập tự do hòa bình này, bây giờ ta làm như thế nào tất cả các ngành các thứ ấy mình phải giữ được, không ạ? Để giữ được cái cho dân mình được hai chữ độc lập, hòa bình và tự do, không? Chứ nếu không thì nguy hiểm quá. Bây giờ nó loạn xì ngầu nhá, mạng cũng loạn xì ngầu, cái đúng cái sai không đúng. Tôi là người viết cái bài, các cháu về các cháu cứ lấy mở ra xem để các cháu thấy bài. Bác Quỳnh là người viết ngăn chặn bệnh nói dối thời kỳ của Nguyễn Văn Linh là tổng thư Bác Quỳnh và Trần Thành Long. Tôi đây, vâng tôi đây, tôi là em của Trần Thành Long, phó chủ tịch tỉnh. Nhưng mà thấy ai chở bác về đây? Bác đi xe, bác phải đi xe ra cấp xe hả? Ôi giời, bác thì nhiều thứ đó. Bác đến là bác ở nhà, bác cũng thấy sốt ruột vì bác cũng mong muốn là cái vụ án kết thúc sớm đấy, bởi vì là những cái gì bác nói, bác là người phản biện trên trang mạng xã hội và có kể cả đảng bác góp ý. Ví dụ bây giờ bác nói đơn giản so sánh thì nó không biết, nhưng các cháu biết một ông thiếu tướng ra rồi các bạn ơi, ra rồi thôi đi rồi, nó đến nhau mày cỏ giùm mấy con. Nghe bác cựu chiến binh này nói gì đó không biết. Theo bác đó là cái sự mong muốn của bác đó là mong muốn của bác á. Và bác nói là tội của nó không có cái gì đáng quá cả. Thì nên là
bác nói là thôi thì cũng có một số cái lỗi nó cái xúc phạm người này người khác xúc phạm cá nhân đúng. Thì các cháu nó là ngày xưa như trong mạng lúc tôi giải phóng miền Nam nó 2 tuổi đúng. Cháu thưởng là cũng vậy cho chúng tôi. Thế thì bác chỉ mong muốn là này bây giờ bác không làm thầy nữa, bác không đứng, bác không lấy được, thì bác mong muốn là các thế hệ các cháu sau này nó làm gì trong nước, nhưng mà làm xong có lý có tình. Thôi bây giờ Phương Hằng ấy nó cũng đã làm nói như vậy là 10 năm rưỡi rồi đủ rồi. Thôi coi như là cũng cái tội đó thì coi như là vừa vào coi như là lấy cái kia trừ đi. Thế là coi như là xong cái thì nó rút kinh nghiệm. Lý do gì sao bác ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng? Bởi vì bác thấy là Phương Hằng làm được những cái điều đúng cho xã hội, cái tốt mà bác nói như bác không làm được. Hôm vừa rồi Trung đoàn 10 ở tại Kiên Giang, quê của Tân Dũng, lính của bác chết tới gần 400, Trung đoàn 10 đẳng cấp. Mà xin lỗi các cháu một cái miếu thờ nhỏ, 4 thành đồng. À, thế bây giờ Phương Hằng nó làm cho bao nhiêu cái việc lớn cho xã hội, mình phải ghi nhận chứ, làm vậy, đúng không? Thế thì mình phải làm người có học, nó khác với lại người vô học. Làm cái gì, xử cái gì cũng phải xem lý, đúng không? Ờ, giống như người cha đó, bác đã nói rồi, bác mà có hai đứa con gái nó đánh nhau, hả? Hai đứa nó chửi nhau, con chị với con nhăn thì bác là bác có kinh nghiệm của bác. Vẫn chúng nó ra đường, nó quất cho cả hai đứa, đúng không? Cái quan điểm của bác thì cũng hơi đặc thù giống con, có nghĩa là thời gian như vậy răng đe đã đủ rồi, răng đe như vậy là đủ rồi. Nhưng mà bác có mong muốn là sau khi trong cái phiên tòa xét xử thì theo luật pháp thì nó có cái tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ. Đúng rồi. Thì bác có mong là có thể giảm nhẹ cho bà không? Bác muốn là coi như cho nó về đi. Ngày hôm nay là ngày của thằng Hằng Hiếu, nó hôm nay sinh nhật của cháu, các cháu thường nghĩ rằng bây giờ các cháu đặt mình vào nó. Con nói như thế mới có 10 tuổi, đúng không? Mà như vậy là ngày sinh nhật mấy năm nay là nó không được rồi, đúng không? Buồn lắm, khó lắm, đúng không? Bác là người lính mà, bộ đội Cụ Hồ chính thống,